Hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng này, tâm tư mọi người con Phật được lắng đọng, tâm thần tưởng niệm, báo hiếu, ân cha, nghĩa mẹ, ân thầy. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Tấn Thiện, đề nhất Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, và cũng là thành viên Hội đồng Cố vấn Hội Phật giáo Khánh An, ban đạo từ tán thán những thành quả Phật sự trong năm qua của Hội Phật giáo Khánh An, và sắp tới những Phật sự đang chờ đợi phía trước, tương lai gần và xa. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Nam mô Vô Lăng Thắng Lợi. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni cùng toàn thể đồng hướng Phật tử. Hôm nay trong không khí trang nghiêm mùa Vô Lăng Bảo Hiếu, chúng tôi thay mặt Hội đồng Cố vấn Khánh An Nhị Tự xin chúc mừng và khánh tuế chư tôn đức tăng ni thêm tuổi đạo. Kính thưa quý vị, cứ hàng năm như thế, tất cả chư tăng ni và bá tánh an cư nghiệp hải thúc liệt thân tâm để vun bồi đạo nghiệp của mình. Tuy nhiên, suốt gần 2 năm qua, chư tăng cầm túc, suốt 2 năm cầm túc hành trì để trói liệm đạo lực của mình, để làm tăng niềm tin trong sự tu học và hồi hướng cho phạm giới chúng sinh. Đặc biệt năm nay của một năm kỷ niệm 8 năm vắng bóng ân sư, Hòa Thượng Thích Kim Tông đã ra đi cách đây 8 năm. Có nhiều người suy nghĩ rằng Hòa Thượng xây cái chùa bên chớ được rồi, Ngài xây cái chùa khả năng lớn đẹp đi làm gì? Và trải qua đến 20 năm xây dựng mà khi chưa hoàn tất thì Hòa Thượng đã ra đi để làm cái vác cho một từ cho giáo hội. Cái ước nguyện của Phổ Hòa Thượng Thích Minh Tông khi cộng đồng người Việt Nam xa xứ hương chúng ta sống là nhà, pháp là một, để làm sao giữ được cái truyền thống văn hóa và chất tộc Việt Nam, nên Thượng Tọa Hòa Thượng đã gắn bó để xây dựng, ước nguyện xây dựng cái chùa Khánh An lớn như thế này với bảo pháp Địa Làm Vương, để tất cả quý vị, những người quá lạc được gửi vào đó, để cho con cháu mỗi dịp Phật Đản Vu Lan hoặc là ngày lễ Thanh Minh đến chùa lễ Phật thăm viếng ông bà tổ tiên nằm đó, để giữ được cái nét văn hóa và chất tộc Việt Nam khi chúng ta xa quê hương. Đó là ước nguyện mong ước của Cố Hòa Thượng Thích Minh Tông đem lại cho hàng hậu thân và tất cả Phật tử chúng ta thấy cái điểm quan điểm đó. Nếu như Hòa Thượng thì tu hành thì ngôi chùa khả năng bao nhiêu đủ rồi, không cần xây được ngôi chùa lớn như thế này, nhưng mục đích vì con cháu của ta, của tương lai con cháu chúng ta đang sống tại và xa quê hương, Ngài nghĩ xa như thế và Ngài gắn bó và xây dựng ngôi chùa này. Rồi trang trải suốt 2 năm trường cơm dịch bình đã hoàn thành cả thế giới,
Còn trên 40 triệu dân thế giới đã chết. Chỉ đi được Pháp không là trên 113 triệu người đã chết như vậy. Và kể hôm nay đất nước Việt Nam đã quằn quại trong dịch bệnh, chưa biết bao giờ có lối thoát. Vì vậy mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu bầu từ chúng tôi thiết lễ cầu nguyện Dược Sư Lưu Ly Quán Quốc Phật Phật tuần lễ để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cầu nguyện cho dịch bệnh, cho thế giới những đất nước Việt Nam thoát cái cảnh lầm than, và đồng thời thiết lễ đại trái đại trực tế để cầu siêu cho đến 4 triệu dân của thế giới đã chết vì dịch bệnh, cũng như hồi hướng cho tất cả hương linh đã ký hầu ký từ ký trong cốt và tại chùa Khả Năng được nhờ ơn Phật tiếp độ siêu sinh. Công việc Phật sự của chùa Khả Năng còn phải tiếp diễn chứ dừng tại đây. Theo thượng tọa trụ trì cho biết, chùa đang liên hệ với chính quyền nới rộng một bên được 3 mét, bên góc này 3 mét, ngạc bên này 5 mét, sau thẳng địa đạo thêm 3 mét để làm cho cái khung viên của ngôi chùa được thêm khang trang thêm. Đồng thời tất cả quý vị cũng biết cái điều luật ngày 15 tháng 12 2008, quý vị biết điều luật này là tất cả tro cốt phải đề tài nghĩa trang, không được để ri về. Vì vậy mà chùa Khả Năng gặp trở ngại vấn đề này, vấn đề gỡ tro cốt tại tháp địa tạng suốt từ 2008 cho đến bây giờ. Cùng lắm lúc họ muốn quản lý cái tháp địa tạng 99 năm, chúng tôi cũng bằng lòng thế đó. Từ ngày 20 tháng 6 đến vừa rồi đây, chúng tôi có một cuộc họp của bên thị trường của thành đại diện thành phố Etri. Chúng tôi có thưa với họ cái này: trên đất Pháp các nghĩa trang mà bị người ta phá hết cả mồ mả đó, thì không biết chính quyền nhiều trách nhiệm hay là quản lý nghĩa trang đó chịu trách nhiệm với những người, những cái ngôi mộ mà bị tàn phá như thế, chính quyền cũng chịu trách nhiệm hay không? Cái người quản lý của nghĩa trang có chịu trách nhiệm bảo vệ cái đó, có bảo vệ cái nghĩa trang của chúng ta không? Họ cũng trả lời được. Khi đó cái pháp địa đàn chúng ta để một cách yên lành, và xong rồi chúng ta khóa hai cửa, cửa bên trong, cửa bên ngoài an toàn, không có gì được xảy ra, rất an toàn. Chúng tôi đưa thêm một đường lập đường, nếu như quý vị muốn quản lý tháp địa tạng thì chúng tôi nhận bao nhiêu tiền một cái đền bù đó như vậy, 700-750, chính quyền cứ nhận đi, chúng tôi chỉ để đó thôi, chúng tôi nhận đó thôi, nó còn tiền quý vị cứ nhận, chúng tôi cũng nhận cái tiền đó. Chúng tôi muốn giữ là cái văn hóa của dân tộc Việt Nam có cháu để mình giữ lại thôi, chúng tôi cũng muốn nhận cái tiền đó, bây giờ là đi cứ nhận đi. Họ không nhận. Nếu như họ không nhận, bây giờ chia hai 50-50, thành phố Yên Bình nhận 50% đi, chùa nhận 50% để bảo quản cái tro cốt bên tháp địa tạng này. Nhưng rốt cuộc rồi họ đồng lòng cho chùa được nhận, phải báo cáo cho họ bao nhiêu cái hũ đó đến ngày nào, có giấy tờ, và mình được bảo quản giữ lại số tiền đó. Chúng tôi có thưa với họ như thế này: thành phố Yên Bình này thành lập chưa đầy trên 30 năm thôi, tại vì đấy thành phố mới, không ai biết cái thành phố Yên Bình là thành phố nào ấy. Nhưng mà tất cả thế giới đã biết cái chùa Khả Năng, đặc biệt quá cái thành phố Yên Bình này.
Nên quý vị thấy rằng cái ngôi chùa Khánh An tại Quý Vị có một sự giá trị của lịch sử tất cả cộng đồng Phật giáo trên thế giới. Và chúng tôi được biết rằng trong những năm đến, năm này những năm đến sẽ bầu cử là thị trưởng thành phố Yên Lý, cũng như năm đến bầu cử Phật Tổng Pháp. Chúng tôi mong muốn rằng ngôi Pháp Địa Tạng này làm sao mà cái điểm chấm dứt tạo niềm vui cho tất cả cộng đồng Việt Nam cả được Phật nguyện tại Công Châu và trên thế giới, để chức điểm không còn chạy lưu chạy đời phải lên tòa án, xuống tòa án, tất cả trong chùa bao nhiêu lần đi gặp một sư họp lên họp xuống cũng giải quyết vấn đề này. Thì không đó đại diện thị trường thành phố Yên Lý họ đồng thuận và đứng ra bảo trợ để cho ngôi chùa Khánh An Yên Lý, ngôi Pháp Địa Tạng được yên tâm và chúng ta được để cho cuộc không còn phải lo sợ nữa. Và chúng ta hy vọng trong hai tháng đến thì niềm vui đó sẽ đến với cộng đồng Phật tử Việt Nam không những tại Pháp mà cả Âu Châu. Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng ta thành tâm cầu nguyện và mong chư Phật gia hộ cho mọi Phật tử tại chùa Khánh An được phát triển thành tựu viên mãn, cầu nguyện chư tôn đức tăng ni Phật thể tương an chúng sinh dị độ, và cầu nguyện tất cả Phật tử chúng ta luôn luôn an lành và hạnh phúc trong an thảo báo đức Phật. Nam mô Đại Hiếu Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm tri ân lời đạo từ tán thán và khuyến tấn cho chúng con thành tựu Phật sự mai sau, và hy vọng rằng trên Tam Bảo từ bi gia hộ giác linh cố hòa thượng ân sư gia trì, ngôi Bảo Tháp Địa Tạng vẫn tồn tại vĩnh viễn để cho cốt của đồng hương đồng bào Phật tử về sau được an trí tại Bảo Tháp Địa Tạng.